Tôi xin mời cô Hữu Hạnh đã bắt đầu cho thi giờ cầu nguyện. Dạ, em xin phép dâng sự cầu nguyện lên cho Chúa và em mời mục sư và bà mục sư và anh chị em lắng nghe. Con kính thưa ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Giờ đây con cầu xin Chúa Thánh Linh hiện diện giữa chúng con đang cầu nguyện trên Zoom. Xin Chúa trước là ban cho mục sư được ơn để dạy cho chúng con học lời Chúa trong giờ này, cho chúng con được hiểu lời Chúa dạy. Con xin Chúa mở trí cho chúng con, giúp chúng con có được sự khôn ngoan thâm sáng từ Chúa ban cho, để chúng con tiếp thu lời Chúa, chúng con hiểu. Xin Chúa giúp cho chúng con khi học lời Chúa, Chúa giúp cho chúng con biết áp dụng lời Chúa và cho chúng con làm theo, để đời sống chúng con được đầy kinh nghiệm bước đi theo Chúa mỗi ngày, cho chúng con có đời sống vững vàng, không bị vấp ngã, để có đời sống làm vinh hiển vì Chúa. Con xin dâng trong nhóm cầu nguyện trong giờ này lên cho Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con kính dâng Chúa bấy nhiêu điều. Con xin nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng mở ra trong Sách Tiên tri Ê-sai. Chúng ta cùng đoạn 8 câu 13. Chúng ta cùng đọc chung lại với nhau hai lần. Ê-sai đoạn 8 câu số 13. Thế tại chúng ta cùng đọc: Hãy tôn Đức Giê-hô-va và quân là thánh, các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kính lễ Ngài. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh, các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kính lễ Ngài. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh, các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kính lễ Ngài. Ê-sai đoạn 8 câu 13. Chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh đoạn Ê-sai đoạn 8 từ câu 16 cho đến câu số 23 để chúng ta học hỏi lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin mời chị Kiều đọc giùm cho đoạn Kinh Thánh này. Ê-sai đoạn 8 từ câu 16 đến câu số 23. Dạ, chị Kiều bật cái micro lên trước đi chị Kiều. Tôi xin phép đọc Kinh Thánh từ câu 17, từ 16 tới 23. Người hãy gọi lời chứng này, niêm phong luật pháp này giữa vòng môn đồ ta. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va là nấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp. Tôi vẫn ngóng trông Ngài. Này, tôi đây với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu và điềm trong Israel. Bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Si-ôn. Nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói, là kẻ nói ríu rít ríu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ đói khát. Trong cơn đói, nó bực mình, quyền rũa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu. Nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt, nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nê-ta-li xuống, nhưng trong kỳ sau, Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đan, trong xứ Ca-li-lê của dân Ngài được binh hiển. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
con cái của Chúa, chúng ta tắt hết các micro của mình và chúng ta sẽ cùng với nhau để suy gẫm đoạn kinh thánh buổi sáng hôm nay trước khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta học trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta thấy một cái điều quan trọng mà Chúa đã nhắc nhở cho dân Israel từ xưa cũng như cho tất cả chúng ta là con cái của Chúa ngày hôm nay, đó là đừng bao giờ chúng ta vì cái người sống mà đi cầu hỏi cái người chết cả. Người sống thì chúng ta thấy rằng quan trọng hơn người chết. Chứ người chết thì không có thể nào giúp đỡ hay là can thiệp gì cho đời sống của con người của mình hết. Thành ra những cái người mà đồng bóng, những người mà thầy bói, những người cầu hồn, tất cả những cái điều đó chỉ là giả tạo chứ không phải là một cái sự thật. Cho nên điều mà Chúa muốn nói với chúng ta đó là luật pháp của Chúa là điều hết sức quý giá. Luật pháp của Đức Chúa Trời, Ngài giúp đỡ để cho chúng ta mỗi ngày chúng ta được giao thông với Chúa, chứ không còn có được, không còn có cái tính chất giống như là đọc kinh kệ nữa đâu. Nếu như chúng ta không hiểu được điều này thì chúng ta sẽ dễ lầm tôn giáo của chúng ta đang thờ phượng cũng giống như mọi tôn giáo khác. Đó là cũng có những cái bài kinh kệ, cũng phải có những cái lời cầu nguyện, và đạo nào cũng có hết và cũng dạy những cái điều này hết. Tuy nhiên, lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chính Chúa là đấng mà Ngài luôn hiện diện, có mặt ở đối với chúng ta, chẳng những trong cuộc đời hằng ngày mà chính lời của Chúa là lời hằng sống nữa, để Ngài phán với chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta nói với Chúa một cách rất là rõ ràng, chứ chúng ta không có nói với ai hết, chúng ta không có nói với con người nào cả. Rồi còn khi chúng ta đọc Kinh Thánh, có nghĩa là chúng ta nghe Chúa phán với mình và để cho chúng ta hiểu được ý của Chúa và làm theo ý của Chúa, chứ chúng ta không làm theo ý riêng của mình, không làm theo những cái điều mà giống như là những các phong tục tập quán của thế gian người ta thường hay làm, thì chúng ta sẽ không có còn bị sợ sệt hoặc là lo lắng gì trong cái đời sống của chúng ta hết. Cho nên tôi trông đợi Đức Giê-hô-va là đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp, tôi vẫn ngóng trong Ngài. Đây là lời của một cái người mà nói về cái tình trạng khi đời sống của mình xa cách Chúa rồi, thì cảm thấy giống như là mình có một cái người thân mà cái người đó là cái người yêu của mình nữa, mà lại đi ẩn mặt, không gặp mặt mình nữa, thì cái điều này làm cho cái tinh thần, cái đời sống của mình nó cảm thấy xuống dốc, cảm thấy rất là buồn phiền. Nhưng khi chúng ta gặp được Chúa lại thì chúng ta sẽ giống như là một người gặp lại được người yêu của mình, và chúng ta thấy rất là thỏa vui, thỏa lòng, chứ chúng ta không có còn có cái điều gì để mà chúng ta ở trong cái sự sợ hãi hoặc là buồn chán nữa. Cho nên Chúa nói với chúng ta về cái tâm sự, về cái đời sống của chúng ta, đó là: này, tôi đây với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu và điềm trong Israel bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Sion. Nếu có ai bảo với các ngươi, hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Tâm sự, tâm tình của những cái người yêu mến Chúa và hầu việc Chúa là chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi. Chúng ta có Chúa, chúng ta thờ phượng Ngài, thì chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta với Chúa giống như là một cái mối dây liên hệ chặt chẽ. Nó không phải là giống như là những người ở trong đời, trong những cái mối quan hệ tình cảm hoặc là những quan hệ của gia đình. Nhưng mà Chúa muốn nói với chúng ta phải cao hơn, đó là chúng ta ở trong một cái niềm tin của một cái sự sống, đó là chúng ta biết chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta không có còn tin vào những cái đồng bóng, những cái thầy bói hay là những người mà
họ dùng những cái thuật mê tín dị đoan nữa. Nói đến những cái điều này thì chúng ta biết rằng chỉ có những người thật sự yêu mến Chúa mới có thể vượt qua được. Bằng không, chúng ta sẽ thấy có những người ở ngoài thế gian họ đi cám dỗ, họ rủ rê lắm. Có nhiều con cái của Chúa vì cớ không nắm vững được lời của Chúa Trời và yêu mến Chúa thật thà thì rất là dễ bị sự cám dỗ, bị những cái sự rủ rê của những cái người xung quanh. Và nhất là những người ở ngoài đời mà khi họ không có niềm tin vào ai hết thì đương nhiên là những cái người mà rủ rê coi bói rồi thì bói thế này thế kia là họ lập tức dễ nghe lắm và họ cũng đi theo liền. Tôi có một lần khi đi khám cái bệnh ở cái phòng khám ở gần đây, ở trên đường Cách Mạng tháng 8 đây, thì trong lúc tôi vô tôi ngồi tôi chờ bác sĩ thì tôi thấy có một cái bà ở bên ngoài, bà vô bà nói rất líu lo với các bác sĩ, với những nhân viên ở trong phòng khám, nói bữa nay là cái ngày mà mình phải cúng sao cúng gì đó đủ thứ hết, rồi phải bày qua bày quả thế này thế kia hết. Và thế là những cái người ở trong cái phòng khám đó toàn là những dân có học, nhưng mà lại hỏi tới hỏi lui rồi sau đó chị theo sự sắp xếp của bà để chuẩn bị bài mâm cỗ ra để mà cúng cho cái sao hạn gì cái ngày hôm đó là không biết. Còn một lần thì tôi đi phỏng vấn ở trong cái văn phòng lãnh sự quán của nước Anh, thì tôi cũng không ngờ rằng văn phòng lãnh sự quán mà lại cũng bài nguyên một cái bữa đó, không biết là cái ngày gì mà cũng bài ra nguyên một cái bài cái bàn để mà cúng dỗ này nọ. Và tôi phát đầu luôn, tôi nói rằng cái chỗ này đúng là cái chỗ mà thật sự là họ đã bị mê hoặc rồi. Những người mà gọi là có văn minh, có hiểu biết mà lại bị để cho nhân viên của mình bảo phải làm cái gì phải làm cái nấy thì chắc là không có phải là cái chỗ tốt rồi. Và tôi thấy rằng đó là những cái điều mà hiện thực ngày hôm nay rất là rõ ràng như vậy đó. Rồi còn một cái lần nọ thì khi tôi đi thăm một tín đồ rất là thành công ở Hội Thánh của Hưng Cũ, tên của anh là Trần Bá Tước, và anh có một cái hãng nước tương lúc bây giờ là phải nói rằng đồ sộ lắm và xuất khẩu luôn cả ra nước ngoài vào thập niên 90 đó, là mà như vậy là rất là giàu có. Tuy nhiên một ngày nọ thì anh vẫn để, anh không cúng kiến nhưng mà anh để cho nhân viên của anh cúng kiến cho cái ngày gì đó. Và tôi thấy rằng, tôi nói với anh không có được, anh là người cơ đốc, anh là chủ, mà anh là để cho nhân viên của mình làm thì anh cũng đã đồng lõa rồi. Và quả nhiên thì sau này thì anh đã bị thất bại trong cái công việc của mình rất là lớn, và coi như cái cơ sở bị suy sụp, và anh cũng là cái người không còn có cái cuộc sống ổn định gì nữa hết. Và đó là những cái thí dụ điển hình để chúng ta có thể hiểu rằng tại sao mà những cái mê tín dị đoan nó có thể phát triển được, trong khi con người thì chúng ta là những người sống mà lại đi nghe những cái người chết nói, đi nghe những cái người mê tín ở trong cái người ta gọi là cõi âm, hay là ở trong những cái chỗ mà gọi là mà con người không có bao giờ biết được nó như thế nào hết, và rất là đầy những cái sự mê hoặc mà con người lại bị hấp dẫn, thì chúng ta sẽ thấy những cái điều đó là cái điều mà đối với Hội Thánh của Đức Chúa Trời, đối với con cái của Chúa là dứt khoát không có. Dứt khoát là chúng ta không bao giờ để tin vào những cái điều đó, và cũng không nghe, không để ý, không bị rủ rê, và cũng không có bị lôi cuốn theo những điều đó thì chúng ta mới được phước. Ở đây đó là điều mà Đức Chúa Trời đã cảnh báo, cảnh tỉnh dân sự của quý vị. Hãy theo câu số 20 thì ở đây Chúa bảo với dân sự đó là hãy theo luật pháp và lời chứng. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà dân sự của Chúa mà không làm theo lời của Chúa dạy thì cái kết quả đó là sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ, đói khát, và trong cơn đói thì sẽ bực mình, rồi sẽ sanh ra những cái tội lỗi, những cái điều mà không đáng có thì lại trở thành những cái tội lỗi rất là đáng thương cho đời sống của họ. Thành ra chúng ta thấy trong cái đức tin của những con cái của Chúa là vững vàng lắm.
những người yêu mến Chúa, những người thờ phượng Chúa thật là những người được Chúa gìn giữ để cho chúng ta có thể hiểu biết rằng Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta và soi sáng để cho chúng ta càng ngày càng trở nên khôn ngoan và càng ngày càng trở nên hiểu biết những lẽ thật, chứ không phải là đi theo những cái điều giả dối, những cái điều mà người khác có thể rủ rê, có thể là rù quến, mà chúng ta nhiều khi rất là dễ bị lôi cuốn. Chúng ta sẽ thấy rằng vì cớ những người đó quen biết mình, vì cớ đó là những người mà có thể là làm ăn với mình, có thể đó là những người mà chúng ta phải trân trọng họ để họ đem lại cái quyền lợi cho chúng ta. Giống như tôi nói về cái xưởng nước tương của anh Trần Bá Tước đó, anh nói rằng anh không có cúng kiến gì hết, nhưng mà nếu mà không cho công nhân mà làm đó thì nó sẽ bỏ việc, nó sẽ không có giúp đỡ cho cái công ty của anh được phát triển. Và vì vậy anh vì cớ cái lợi lộc chiều chuộng mà sanh ra cái việc mà thất bại cho chính đời sống của anh. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chính chúng ta là những con cái của Chúa mà chúng ta không có vững vàng khi ma quỷ xúi dục chúng ta vào những cái điều gì không có tốt, điều gì không có phải, mà chúng ta nói rằng mình không có làm, nhưng mà chỉ vì chúng ta lợi lộc một ít, vì cớ chúng ta muốn vừa lòng cho người khác mà chúng ta làm, thì cái điều đó sẽ là cái điều thất bại lớn cho con cái của Chúa. Vì cái việc mà Đức Chúa Trời ban phước hay là Đức Chúa Trời giáng họa, đó là việc mà chúng ta có cái đời sống ngay thẳng, công bình, hay là cái đời sống mà bị nghiêng ngả, bị theo đòi những cái thú vui hoặc là những cái ham mê của những người trong trần gian này. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng những cái người mà không có vững vàng trong niềm tin thì họ cúi xuống đất, họ thấy sự hoạn nạn mờ mịt, họ chỉ thấy buồn rầu và bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sao? Chúa nói với hết thảy chúng ta như thế này: nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì không có cái sự mờ mịt. Đã chịu buồn rầu rồi thì chúng ta sẽ có được một cái sự sáng của Chúa ban cho. Nếu chúng ta vì cớ danh của Chúa mà chúng ta phải bị thử thách, phải bị người khác chê cười, bị những cái điều mà chính như người làm ăn chung với chúng ta, họ có thể bỏ đi, họ sẽ không có cùng làm việc với chúng ta nữa vì cớ họ thấy chúng ta không có cái hòa đồng với họ, thì chúng ta hãy nên vui mừng. Chúng ta thật sự là chúng ta biết có Chúa thì Chúa là đấng sẽ sắp xếp cho chúng ta. Chúng ta không làm ăn được với người này thì Chúa sẽ đem người khác đến. Không có người làm việc, không có những cái điều kiện bởi những cái sự rủ rê của những cái người gian ác, thì đó là cái điều phước chứ không phải là cái điều họa. Cho nên nếu chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời rất là công bình. Chúa sẽ cho chúng ta thấy trong những lúc chúng ta lo lắng, chúng ta tưởng rằng mình sẽ không có được những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta sống tốt hơn, thì Chúa vẫn binh vực, Chúa vẫn che chở cho chúng ta. Và Ngài cũng có thể làm thay đổi lòng người nữa. Ngài sẽ làm cho chính những người mà họ mê tín dị đoan, nhưng mà bởi ơn của Chúa, bởi sự khôn ngoan của những người có cái đức tin nơi Chúa rồi đó, thì Chúa cũng có thể làm cho những cái người nào đó họ cũng sẽ quay đầu trở lại ăn năn, và họ sẽ thờ phượng Chúa, họ sẽ cùng hợp tác làm việc, họ sẽ cùng giúp đỡ cho cái điều sinh hoạt trong đời sống của chúng ta nó sẽ được trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng một cái đời sống mà chúng ta chịu đựng được, chúng ta có những cái sự mạnh mẽ trong đức tin, dầu gặp những sự thử thách, thì Chúa không có bỏ chúng ta đâu. Có một cái câu chuyện kể lại về một cái người binh nhì đứng gác ở tại một cái kho thuốc súng. Thì cái người binh nhì này thì được giao cái trọng trách là không được cho một cái tàn thuốc hay là ai hút thuốc bước vào trong cái kho đó hết, mặc dù cái kho rộng lắm và cũng có thể được bảo quản cách rất là chặt chẽ, không có cái sự nguy hiểm gì hết, nhưng mà cái luật đã được đưa ra đó là không được cho phép ai vào trong kho mà có cái tàn thuốc hay là được hút thuốc cả. Thì một ngày nọ thì cái vị chỉ huy của cái
anh binh dì này đến để mà kiểm tra kho, thì ông ta nghiễm nhiên ông ta hút, cầm cái điếu thuốc ông hút ở trên môi một cách rất là bình thường. Ông tới, ông chuẩn bị để mà bước vào, thì cái người binh dì này cũng nhanh nhẹn bước tới và nói xin lỗi chỉ huy, và ông đưa tay lên ông rút cái điếu thuốc của cái vị chỉ huy này, ông bỏ xuống đất và ông dập và tắt cái ngọn lửa đó. Thì cái vị chỉ huy này giận lắm, bực tức, bởi vì có một cái người cấp dưới của mình mà lại hỗn hào, lại là có cái thái độ mà phải nói rằng không có tôn trọng cái người chỉ huy gì hết. Và ông hầm hầm, ông tức giận, ông đi vào, ông coi kho xong rồi ông quay trở về. Thì cái người binh dì này cảm thấy rất là buồn lắm. Ngày hôm đó về nói vợ con, nói rằng chúng ta chuẩn bị sẽ bị thất nghiệp rồi. Và vợ con cũng cảm thấy lo lắng, rồi anh cũng cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà là một con cái của Chúa, là một người có đức tin vững nơi Chúa, thành ra anh cùng hiệp với cả gia đình cũng cầu nguyện thôi, giao phó cho Chúa, rồi mọi việc gì nó đến thì nó cứ đến. Thì qua ngày hôm sau, quả nhiên anh được cái giấy mời của cái vị chỉ huy này lên văn phòng. Thì khi mà anh đi trong đường hội họp như vậy, nhưng lòng của anh thì vẫn tin nơi Chúa và cứ giao phó mọi sự cho Chúa mà thôi. Thì anh bước vào văn phòng thì anh thấy rằng tự nhiên có một cái không khí nó rất là lạ lùng. Đó là cái vị chỉ huy này không có hầm hầm giận dữ như ngày hôm qua, mà nói với anh ngồi xuống và nói chuyện với anh một cách rất là ôn đồn tử tế, và nói rằng anh là một cái người rất là nghiêm chỉnh, biết luật lệ, luật pháp và tôn trọng mọi sự, mặc dầu anh biết rằng cái việc này là cái việc mà đối với cấp chỉ huy là anh đã coi như là anh đáng bị đuổi việc rồi. Nhưng mà anh đã dám làm vì cơ anh đã tôn trọng luật pháp. Thì vì vậy cho nên ta sẽ từ nay ta giao cho anh một cái công việc tốt hơn, công việc cai quản nó nhẹ nhàng hơn mà có lương cao hơn. Anh có đồng ý không? Lúc bây giờ thì anh trong lòng nhẹ đi rất là nhiều, và trong lòng nói lên cái lời thật sự là biết ơn Chúa vì cớ Chúa đã giải cứu và gìn giữ cho anh mọi sự một cách bình an. Thành ra chúng ta ở trong Chúa, chúng ta sống trong một cái sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mà Ngài luôn luôn Ngài gìn giữ chúng ta. Thì trong cái lúc mà cho dầu chúng ta phải buồn rầu vì cớ những cái điều gì mà thế gian hoặc là những người xung quanh của chúng ta họ hiểu lầm, hoặc là họ không có vừa ý, họ nói những cái lời nói nặng nề, họ có thể gây cho chúng ta những cái sự đau buồn. Nhưng nếu chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta vững tin nơi Ngài, để chúng ta không có những cái lối sống theo như những người tội lỗi, làm những cái việc mà quá tự do và làm những cái điều mà xấu ở trong đời sống, thì chúng ta sẽ vượt qua những cái giờ phút mà chúng ta phải cảm thấy buồn rầu hay là lo lắng gì cả. Bởi vì Chúa là đấng sẽ binh vực, và Chúa sẽ ban những cái phần thưởng, Ngài sẽ giúp đỡ và nâng cao đời sống của chúng ta mỗi ngày lên cao hơn, và cho chúng ta nhiều cái ân huệ, những cái điều tốt lành mà chúng ta có thể nói rằng mình được phước lớn từ nơi Chúa. Mình xin Chúa ở cùng và giúp đỡ cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta không đi trong những cái sự mê tín, chúng ta không làm những cái việc sai quấy, sai bậy, và cũng không bị những cái sự lôi cuốn, cám dỗ của bất cứ ai để xa rời khỏi đường lối của Chúa. Thì chúng ta sẽ nhận được phước của Chúa thật là lớn lao ở trong cái đời sống của mình. Câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu kinh thánh, đó là câu số 19. Xin chúng ta cùng đọc lại chung với nhau câu số 19, hay là chung câu này. Chúng ta cùng đọc: nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng
một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Chúng ta có những vấn đề gì cần cầu nguyện, xin chúng ta cứ nêu lên trong thời giờ này để chúng ta cùng tập trung nhau lại cầu nguyện cho nhau. Dạ, tôi xin mục sư cảm tạ Chúa một tuần lễ bình an phước hạnh Chúa ban trên gia đình tôi, cả thải đều bình an hết. Dạ. Chúng ta có ai nêu lên những vấn đề gì nữa không? Tuần qua chúng ta có những cái biến chuyển nào ở trong cuộc sống của chúng ta để dâng lên cho Chúa lời cảm tạ và biết ơn hay không? Cảm ơn Chúa vì Chúa có ban phước cho Tùng con và chị qua bình an. Phượng thì trong những ngày qua cũng có bệnh, phải nằm ở tại chỗ tôi đây mà để chăm sóc, thì Chúa cho bữa nay khỏe nhiều rồi. Đó là tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì các ông bà có cầu nguyện cho các con, gia đình của các con. Tôi cầu nguyện cho chị Hương. Chúa cũng đã trả lời cho chị Hương rồi. Chúa mở đường cho chị Hương rồi. Ngày hôm qua thì chị Hương chị cũng biết cảm ơn Chúa rồi. Chị nói chị ơi Chúa cứu em tội. Thì em nhắn lại nói bây giờ chị mới bắt đầu thôi, thì chị cứ một mình Chúa thôi, chị đừng có đi đâu đọc bóng hay là đi kiếm cái thầy nào để mà hỏi hết. Cảm ơn Chúa, chị cảm ơn Chúa. Chia sẻ gọi điện thoại, tình cờ gọi điện thoại cho hai người bạn thì cũng nói về Chúa, họ nghe quá chừng họ kêu gửi kinh thánh cho họ đọc nè, họ kêu gửi cái nào cho họ hiểu để họ đọc, họ tìm hiểu liền. Họ nghe họ rất là nghe họ rất là hiểu. Cảm ơn Chúa, xin cầu xin Chúa cho những người đó kết quả 100%, nhìn biết Chúa. Mục sư hay mình sẽ có cho tôi con xin làm chứng cho Chúa có một cái vấn đề đó, mục sư. Dạ rồi, cô nghe lắm. Dạ, chị ruột của chị Út mà đi lên hội thánh mà chị chưa nhận Chúa, mà chị đi chung với tôi rồi lên với mấy đứa nhỏ đó, mục sư. Dạ. Thì chị có bà chị cũng như chị cũng bà con với bên chồng em đó, thì coi như nặng lắm rồi, bị Covid nặng lắm, là coi như bác sĩ xem đưa vô là coi như là thấy không cứu được rồi. Nhưng mà tôi ở nhà cũng cầu nguyện Chúa tính nhờ hội thánh, thì nói chung hôm nay nói thẳng luôn cho một sư, thì có gì sư có biết dùm cho anh chị em cảm mình. Giờ không mình nhờ hội thánh cầu nguyện, cái gì cũng nhờ cầu thánh, thì không lẽ mình không đủ đức tin sao, giống như lời Chúa nói vậy đó. Thì cũng cố gắng tôi cầu nguyện Chúa ơi xin tha cứu đó. Cuối cùng hôm nay thì coi như chỉ đi tính ra 90% không còn, nhưng mà cuối cùng bây giờ Chúa ban phước, sao giờ chỉ bác sĩ nói là chỉ qua cơn nguy kịch rồi, mục sư. Cảm ơn Chúa quá. Gia đình thì hậu sự luôn rồi đó, nhưng mà giờ nghe một hôm qua là bác sĩ báo là chỉ qua cơn nguy hiểm rồi, nguy kịch rồi, thì thấy gia đình đều ai cũng mừng hết. Cảm ơn Chúa. Như là Chúa có nhậm lời đức tin cho chị á, cho Phương Nga đó. Cảm tạ Chúa nhiều rồi. Chỉ xong rồi tôi thường cái công việc bị, nhưng mà cầu nguyện Chúa nó được vượt qua hết, mục sư. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Rồi bây giờ chúng ta cùng hiểu biết cầu nguyện nha. Chúng ta cùng dành những cái phút để chúng ta đi lên cho Chúa bây giờ buổi sáng hôm nay. Dạ không?
cứ để ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng thành tín đối với tất cả các con cái của Ngài. Một tuần lễ đã trôi qua, chúng con vẫn nhận được tình yêu thương và sự bảo bọc của Chúa một cách thật là trọn vẹn và quý báu. Mỗi ngày chúng con được ra mắt Chúa, và chúng con cũng cảm ơn Chúa vì thân thể của chúng con cũng được Chúa gìn giữ, ban cho sức khỏe và năng lực tươi mới. Chúng con thật biết ơn Ngài, và chúng con dùng những thời giờ này là để cầu thay cho nhiều người, cầu thay cho đất nước chúng con, cho thành phố chúng con vẫn còn đang trong tình trạng bị COVID-19 hoành hành và làm cho nhiều người phải chết chóc, hoặc là nhiều gia đình phải ở trong tình trạng cách ly ở các bệnh viện, đến nỗi những bệnh viện dã chiến nhiều khi không còn chỗ để chứa được những người bệnh tật nữa. Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa mỗi ngày, và chúng con biết rằng Chúa Ngài vẫn thương xót, Ngài vẫn nhân từ đối với loài người, Ngài sẽ khiến cho mọi người sớm được qua khỏi cơn dịch bệnh này. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con lấy lòng biết ơn Chúa vì Ngài cũng đã gìn giữ cho ngay trong chính gia đình của chúng con, những anh em của chúng con ở trong gia đình, chúng con cũng thấy được điều này. Chúa đã ban phước trên gia đình, đó là gia đình của Kiều Phượng, Tùng và Hoài Ân, cũng đã được Chúa chữa lành cho từ chỗ cách ly và trở về được bình an và được khỏe mạnh. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng rất là thành tín, và Ngài gìn giữ cho gia đình của Tùng, Phượng và Hoài Ân. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng nhận thấy rằng Chúa cũng nhậm lời trong sự cầu nguyện bởi đức tin của cô Nga, mà người chị chồng của cô cũng đã vượt qua được những giờ phút thật là nguy kịch, đến nỗi bác sĩ cũng đã từng nói về những điều nguy hiểm và sự chết chóc có thể đe dọa cho cô Phúc nữa. Nhưng Ngài đã ban ơn để khiến cho lời cầu nguyện nài xin của cô Nga, mà người chị chồng của mình đã được qua khỏi giờ phút nguy kịch và bây giờ cũng được trở lại trong sự bình yên. Lại Cha Thánh, chúng con cũng cảm ơn Cha vì Ngài đã cho gia đình của cô Ánh cùng với chồng con, tất cả ở trong gia đình đã trải qua được giờ phút nguy kịch của COVID-19 và đã bình phục và trở lại sinh hoạt bình thường. Thật con biết ơn Chúa vì một tuần lễ đã trôi qua, biết bao nhiêu những biến cố đã xảy đến trên gia đình của nhiều con cái của Chúa. Chúng con tin rằng bởi sự cầu nguyện, cầu thay của chính bản thân của mỗi người, và cũng như sự hiệp một của các con cái của Chúa chúng con ở tại nơi đây nữa, mà chúng con thấy được quyền năng, thấy những phép lạ của Chúa Ngài vẫn thăm viếng, gìn giữ cho các con cái của Chúa. Trong những giờ phút này, chúng con cũng biết rằng có những người khác thì vẫn chưa được ra khỏi phòng bệnh, chưa được về nhà, thì con cầu xin Chúa Ngài cũng ở cùng, Ngài thương xót đến các đầy tớ của Chúa, như là ông bà mục sư Phan Quang Trung, hay là bà mục sư Nguyễn Ngọc Trần Ngọc Dư ở tại Khánh Hội. Xin Chúa thăm viếng những gia đình này và một số các sinh viên thần học nữa. Xin Chúa ban ơn, Ngài giúp đỡ thật nhiều để cho họ sớm được trở về nhà trong sự bình an, tốt lành. Con tạ ơn Cha nhiều lắm. Cha yêu dấu của chúng con cũng nhớ đến gia đình của Kế Hoạch Hương Trang và em Trung Tính cũng đã bị nhiễm COVID-19 trong tuần vừa qua và cũng đang điều trị. Con cầu xin Chúa Ngài cho các em được bình an và khỏe mạnh. Cha Thánh của chúng con cầu xin Cha Ngài cũng ở cùng và giúp đỡ thật nhiều trên tất cả những con cái của Chúa. Mỗi ngày chúng con cầu nguyện và chúng con được Ngài hướng dẫn cho, để cho chúng con tránh khỏi những sự mê tín dị đoan, chúng con bớt đi những sự lo lắng ở trong đời này. Xin bàn tay nhân từ của Chúa Ngài yêu thương, Ngài chăm sóc và gìn giữ cho chúng con, để chúng con sống trong sự bình an mỗi ngày ở trong bàn tay chăm sóc của Cha. Chúng cảm tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay Chúa cho trong nhóm cầu nguyện của chúng con có sự hiện diện của cô Trang, mà chúng con đã cầu nguyện cho cô những ngày vừa qua, và bây giờ chúng con cũng biết rằng cô cũng có được thời giờ để cô cùng hiệp một với chúng con cầu nguyện buổi sáng. Xin Chúa Ngài chữa lành mọi bệnh tật cho cô Phạm Trang, để quyền năng của Chúa Ngài cất đi những bệnh tật trong phần thân thể của cô,
để cô được khỏe mạnh và bình yên ở trong lòng và trong đời sống của mình. Vì con cái đều ở nơi xa, mẹ cũng ở nơi xa, chỉ còn có cha già và cô trong một gia đình, trong một ngôi nhà rất là đầy những điều mà cần phải được ơn của Chúa và được chúc phước của Ngài để không có điều gì lo lắng. Chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài ở cùng và gìn giữ cho cô trong sức khỏe và ba của cô nữa. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con cũng cầu xin với Cha, xin Ngài cũng nhớ đến một em, một cô thanh niên, em của cô Loan, em của anh Hùng, là những tân tín hữu, những thân hữu của chúng con, là những người trước đây đã từng thờ phụng Chúa nhưng giờ này có những bệnh tật rất là nhiều ở trong phần thân thể, nhất là về bệnh thần kinh, về bệnh suy nhược về đời sống. Con cầu xin Chúa Ngài thương xót thật nhiều cho cô Quỳnh Thúy để rồi cô cũng sẽ được chữa lành. Bởi ơn của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ thật nhiều cho cô. Chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài đến với những anh em chị em của chúng con trong những hoàn cảnh mà chúng con biết rằng chúng con phải nương cậy nơi Chúa thật là nhiều để thấy được quyền năng của Chúa. Và chúng con được biết rằng thân hữu của cô Ánh là cô Hương, trong sự cầu nguyện nhờ cậy nơi Chúa về công việc làm ăn thì Chúa cũng đã mở đường và giúp đỡ cho cô được tốt lành và không còn có ở trong những sự sợ sệt lo lắng về nợ nần như trước đây nữa. Chúng con nhớ đến điều này để xin Chúa Ngài ban ơn và chúc phước cho cô Hương để cô sớm trở lại tin nhận Chúa và thờ phượng Ngài. Những thân hữu mà cô Ánh có làm chứng thì xin Chúa Ngài ban ơn để cho những thân hữu đó cũng sẽ sớm trở lại tin nhận Chúa nữa. Vì cớ Chúa chúng con là đánh cứu vớt cho mọi người, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh này thì mọi người cần biết về Chúa nhiều hơn, cần tin nơi Chúa để được Ngài bảo bọc che chở khỏi mọi sự lo lắng sợ hãi nhiều hơn. Vì chúng con ở trong một giai đoạn mà nhiều áp lực rất là lớn, chẳng những về bệnh tật mà còn về vấn đề kinh tế, về vấn đề gia đình, về nhiều vấn đề khác, nó ảnh hưởng đến đời sống của một con người nhiều lắm. Chúng con cầu xin Chúa Ngài đến với những thân hữu của cô Ánh và giúp đỡ để cho họ sớm tin Chúa, để họ bớt đi những điều buồn phiền lo lắng, những nặng nề ở trong cuộc sống. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cũng đã ban ơn giúp đỡ thật nhiều cho Thánh Phú trong việc chích ngừa, cũng đã được bình phục, bình an trong tuần vừa qua. Ngài cũng đã ban ơn cho cháu của Sang cũng đã đi chích ngừa, cũng đã được khỏe mạnh, bình an, không có điều gì lo lắng. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cũng ban ơn cho con của cô Kiều cũng được chích ngừa và cũng được khỏe mạnh và không có những biến chứng nào. Chúng con cầu xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng với tất cả từng gia đình một, để rồi mỗi gia đình đều được chúc phước cho mọi sự tốt lành. Chúng con thấy rằng Chúa đã ban ơn cho gia đình của cô Vân, dầu có ở xa con cái nhưng mà cô vẫn cầu nguyện hàng ngày, thì các con của cô cũng được Chúa che chở bình an cho công việc làm, mọi sự tốt lành. Ngài cũng ở cùng với gia đình của cô trong khi dịch bệnh đang lây lan vây bủa chung quanh ở tại Đà Lạt, thì Ngài cũng đã ban ơn cho cô Vân cùng với cháu Quyên, gia đình của cháu Quyên và cô và bà Chính cũng được ở trong sự bình an của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài cũng thăm viếng và giúp đỡ thật nhiều trên nhờ nhóm thờ phượng ngày mai của hội thánh của chúng con. Chúa cầu xin với Cha, xin Ngài ban ơn và chúc phước thật nhiều để cho việc nhóm họp là điều mà các con cái của Chúa cảm thấy được thỏa vui, được bình an giữa cơn giông tố ba đào hiện nay, để các con cái của Chúa vẫn nghe được tiếng của Ngài phán dạy, vẫn hiệp chung lại với nhau trong tình thương, trong sự gần gũi, và nhờ đó mà chúng con được ấm áp giữa một cuộc đời đầy những biến động ngày hôm nay. Vì cớ chúng con thấy rằng ở ngoài đời thế gian không tìm được những sự gần gũi, không tìm được những sự thờ phượng Chúa trong lòng như tất cả những cái đốc nhân. Cho nên xin Chúa Ngài khuyên, Ngài cho các con cái của Chúa cũng khuyên bảo mọi người đang sống trong cảnh buồn khổ, đang ở trong những cảnh mà họ không có những sự gần gũi với ai, thì xin Chúa cho các con cái của Chúa đem tình yêu thương, đem sự nhân ái và quyền phép của Ngài nữa, để đem lại sự an ủi, nâng đỡ cho những người đang sống trong những hoàn cảnh rất là khó khăn, bệnh tật hiện nay. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Cha yêu dấu của chúng con nài xin với Cha,
xin Ngài cứ thăm viếng và Ngài ở cùng với những nan đề, những gánh nặng của các chị em của chúng con trong tuần vừa qua vẫn còn thương mang, từ gia đình của anh Tân, chị Lan với gánh nặng của cháu Huy vẫn còn đang là một nan đề thách thức cho anh chị thật nhiều trong đức tin. Xin Chúa khiến cho cháu Huy biết thay đổi tâm tánh và biết yêu mến cha mẹ và sống một đời sống thật là tốt lành để được phước của Chúa ban cho, và anh chị cũng cảm thấy quyền năng của Ngài vẫn đang giúp đỡ cho gia đình của mình thật là kỳ diệu. Xin cất đi những sự lo buồn vì cớ những điều đó khiến cho cô Lan cũng bị mất ngủ, thì xin Chúa này phục hồi lại cho cô một giấc ngủ thật là tốt lành để gia đình, cả gia đình đều vui thỏa và yêu mến Chúa càng ngày càng thêm hơn. Chúng con xin Chúa này nâng đỡ cô Trân, Ngài cũng thăm viếng để cho hoàn cảnh của cô cũng sẽ được Chúa giải cứu một cách trọn vẹn, để rồi cháu Ngọc, cháu Hưng cũng đều sẽ là những người nhân chứng sống thấy quyền năng của Chúa đã chữa lành bệnh cho ba của mình, và cũng là nhân chứng sống để thấy rằng Chúa đã giải cứu tình trạng tài chánh ở trong gia đình, mọi sự đều được Chúa Ngài ban cho một cách rất là đầy đủ và không còn có những nợ nần, những gánh nặng gì nữa hết. Chúng con cảm tạ ơn cha nhiều lắm. Chúng con tin rằng Chúa chúng con là đấng hằng sống, đấng làm mọi công việc đều được hết. Xin đừng để cho chúng con phải hổ thẹn khi chúng con cầu nguyện với Chúa mà ngày này sang ngày khác thì ma quỷ vẫn có thể châm chọc vào chúng con rằng chúng con cầu nguyện nhưng chúng con đâu có thấy được kết quả đâu. Nhưng đó là những điều mà ma quỷ đang có thể giành giật những linh hồn của nhiều người thế gian. Nhưng đối với con cái của Chúa Trời, chúng con tin rằng Đức Chúa Trời chúng con Ngài làm những việc lớn và khó, và Ngài làm đúng thời điểm của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Lạy Cha nhân ái của chúng con, chúng con hết sức hết lòng mà nài xin với Cha, xin Ngài ban cho chúng con một tuần lễ mới được thật đầy ơn trong sự nhóm họp thờ phụng Chúa, và các hội thánh đều có sự nhóm họp thờ phụng Chúa trên online, thì cũng này cũng gây dựng đức tin cho mọi người một cách thật là tốt lành. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nhân cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tôn vinh và ngợi khen Cha ái từ, vì tình yêu Ngài ban cho công bình. Tôn vinh và ngợi khen Vua Giêsu cùng Chúa Thánh Linh quyền năng. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư.